Mai dỗ là dỗ cái ông sư trụ trì tổ đó, cái mã đó. Mình đã tới mình quay cái mã đó. Đây vô để con ăn về. Mình là một người dân Hóc Môn nha. Đã tới giờ dùng chúng con xin mời quý vị rất nhiều cơm hộp. Trong khi nhận cơm, quý vị hoan hỷ giữ sự trang nghiêm, tuần tự theo sự sắp xếp của bảo vệ, không nên chen lấn, tạo cơ hội cho kẻ gian rạch túi, móc túi, lấy cắp tiền bạc, điện thoại di động. Xin quý vị hết sức cảnh giác. Nam Mô A Di Đà Phật. Không có đem khẩu trang theo hả? Bật lên đi. Cho con cái mật đi con. Dạ, cảm ơn.
Quay cho nhà, cả nhà coi nha. Và tổng cộng những trường hợp tư vấn để giúp của mình đặc biệt cảnh giác ở những nơi đông người.